bé bây giờ Nhi à. Nhi thích cưỡi ngựa đủ kiểu hết trơn nha. Nhi phá lắm á. Coi nè, vừa coi tivi vừa cưỡi ngựa nè. Phá đúng không? Có phá lắm không? Cưỡi ngựa nữa không? Nữa nữa, kiểu kiểu đó nữa đó hả? Trời ơi. Nhiều kiểu quá vậy. Kiểu đó là té ập mặt á. Té đó, sợ lắm. Như sợ không? Vậy hả? Gật gật đầu tưởng là cưỡi ngựa đó hả? Ngã ngựa ra. Ngã ngựa ra cưỡi ngựa đó.